và anh Huy xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Không biết quý vị có để ý không, chứ riêng Ngọc Hương thì thấy dạo này hình như là anh Huy hơi phát tướng đó nha. À, thì có tí xíu, nhưng mà em cũng hay thiệt đó, vậy mà cũng phát hiện ra nữa. Em nghĩ là anh Huy phải có niềm vui gì đó, chia sẻ với em, với quý vị khán giả đi anh Huy. Dạo này ở nhà anh thứ bảy chủ nhật nào cũng rất là bận rộn đó nha. Sao vậy anh Huy? Bé Phương con gái nhà anh rất là thích ăn những cái món mà anh chế biến. Như vậy là hai cha con vào bếp làm xong rồi cùng thưởng thức, nên anh Huy mới chọn trịa dày đúng không? Chắc là vậy quá. Mà hôm nay anh muốn giới thiệu cho Hương với khán giả đây một món cũng rất là thích hợp cho các bé nhà ta đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, anh Huy hãy nói ngay cho Ngọc Hương với quý vị khán giả đi anh Huy. Món hôm nay rất là ngon, có tên gọi là cánh gà dùi trống. Tung tung tung. Công nhận là cái tên món ăn này dễ thương thiệt. Nhưng mà em nghĩ á, dùi trống phải là đùi gà, nhưng mà lại là cánh gà hả anh Huy? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chế biến nhanh nhanh để giải tỏa những thắc mắc của Ngọc Hương quý vị nhé. Để chế biến món này thì chúng ta cần có một số nguyên liệu và gia vị sau: cánh gà, lá chanh, chanh, nước cốt tỏi, nước cốt hành tím, tương ớt, tương cà, bột xù, trứng, bột mì, dầu ăn, tiêu, muối, hạt nêm Azingon và sốt mayonnaise Lisa. Công nhận là nguyên liệu đơn giản thiệt đó anh Huy. Nhưng mà trước tiên thì anh em mình phải làm cái gì trước hả? Chúng ta phải sơ chế phần cánh gà, sau đó chúng ta ướp cánh gà. Đây, cánh gà anh sẽ chỉ Ngọc Hương cách cắt nha, đơn giản lắm. Ủa, mình cắt hai khía vậy hả anh Huy? Chúng ta cắt hai khía phía trên cánh gà, bẻ ngược xương lên như thế này. Dạ. Tương tự như vậy, em bẻ ngược lên luôn. Dạ. Cho lú phần xương này ra. Sau đó sẽ cắt ra như vậy. Đây. Chúng ta sẽ lặn cái phần xương này lên. À, mình dồn thịt qua một góc anh. Thuốc thịt về một góc. Đây, như vậy là sẽ giống như một cái trống mà lúc nãy anh nói là cái dùi trống đúng không? Đúng rồi. Phần xương này chúng ta sẽ bỏ bớt phần xương nhỏ. Đây, lặn lên. Dạ. Lấy phần xương nhỏ ra. Ê, hay quá. Rồi, phần thịt này chúng ta cũng tuốt lên luôn. Đây là được trống. Một cái dùi trống nhỏ hơn nữa, tròn tròn đẹp đẹp. Vậy anh Huy cắt đi, để em làm phụ anh Huy với. Rồi. Cắt hai đường như vậy. Sẽ ướp với Azingon, muối, có cả tiêu nữa chứ, chút xíu tiêu cho thơm nha. Dạ. Nhưng mà nếu như mà những trẻ em anh Huy không ăn cay được thì mình không có ướp tiêu đúng không? Đúng rồi, nhưng mà anh nghĩ là chúng ta ướp chút xíu thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu. Nước cốt hành hả anh Huy? Đây là nước cốt hành, nước cốt tỏi. Dạ. Và để cho món này ngon và thơm hơn, chúng ta sẽ cho vô một chút xíu nước cốt chanh. Ủa, tại sao mình phải ướp với nước cốt chanh vậy anh Huy? Để em nghĩ là nếu mà ướp vô thì nó bị đắng với chua chua rồi sao? Chua và sẽ tạo cho cảm giác là thơm hơn khi ăn. Nhưng mà khi ướp chúng ta đừng có nặng nước chanh mạnh quá thì sẽ dễ làm đắng. Dạ. Nhưng chỉ nặng nhẹ nhẹ như thế nào dạ, thôi. Nhẹ tay thôi. Quý vị khán giả lưu ý, ướp với một ít nước cốt chanh, như vậy món ăn của chúng ta sẽ thơm và lên màu đẹp mắt. Mình ướp cái dùi trống gà trong bao lâu thì được hả anh Huy? Em ướp khoảng 10 đến 15 phút là được rồi Ngọc Hương à. Dạ. Đây, anh sẽ đánh cái trứng gà này lên. Để em phụ cho, cái công đoạn này em rất là thích nè. Đầu tiên chúng ta sẽ làm theo thứ tự đã quen thuộc rồi. Đúng rồi, không? Em nhớ mà. Chúng ta sẽ qua bột mì. Bột mì, rồi qua trứng gà. Sau đó thì mới qua bột xù. Rồi, em giúp anh nha. Dạ, em sẽ làm phụ. Công đoạn qua bột xù, chúng ta sẽ dùng tay làm nhẹ nhẹ để cho cánh gà có cái hình như dạ, là cái dùi trống vậy. Quý vị thấy không, món này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần thoáng qua một cái là đã có những dùi trống tí hon rồi. Nãy giờ em thấy cũng đủ thời gian cho dầu nóng rồi đó anh Huy. Này, anh bỏ vô nha. Dạ. Để xem coi. Được rồi đó. Cho em bỏ phụ anh Huy với. Ngọc Hương trở đều cho anh nha. Dạ. Để món này ăn được ngon và hấp dẫn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng lá chanh sắc nhuyễn. Ở đây tôi có chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta sẽ sử dụng một chút xíu lá chanh sắc nhuyễn. Cho vô một muỗng tương ớt, một muỗng tương cà,
và không thể thiếu sốt mayonnaise. Chắc chắn là phải có sốt mayonnaise, chúng ta sẽ sử dụng khoảng 4 muỗng. Dạ. Anh Huy ơi, em nghĩ là được rồi đó, em thấy lên màu vàng ươm rồi kìa. Wow, quá đẹp rồi Ngọc Hương ơi, anh sẽ gấp ra nha. Dạ. À, mình quấn như vậy hả anh Huy? Đây, mình quấn lên để trang trí cho đẹp. Dạ. Anh sẽ cho ra một cái dĩa. Xong rồi, chuẩn bị ăn thử thôi. Xong hết rồi anh Huy ơi, cho em thử cái dùi trống nha. Đây, mời chuyên gia ăn thử. Chuyên gia sẽ thử và cho anh biết cũng như quý vị khán giả cảm nhận của Ngọc Hương. À, nóng hổi vừa thử vừa ăn luôn. Đó. Dạ. Ngọt. Bên ngoài thì giòn tan, bên trong á thì thịt chín mềm và các gia vị thì rất vừa ăn, đặc biệt á mùi lá chanh á anh Huy, thơm thơm. Để chương trình Món Ngon mỗi ngày một hấp dẫn phong phú và mới lạ hơn, quý vị hãy đóng góp ý kiến theo hai cách quen thuộc, gửi thư về hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto 0618826188. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi anh Huy ơi. Anh em mình phải chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại.